Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các link phụ kiện của điện thoại BlackBerry Z30, hôm nay didongcaocap.vn xin giới thiệu với bạn một dịch vụ mới tại didongcaocap.vn. Đó là dịch vụ sửa BlackBerry Z30 chết nguồn, lỗi nguồn, không lên nguồn. Có rất nhiều các fan của BlackBerry Z30 gửi thư mail đến didongcaocap.vn hỏi về dịch vụ thay mới, sửa chữa, bảo hành điện thoại BlackBerry Z30 bị lỗi nguồn, không lên nguồn. Do rơi va đập, do dùng sạc qua đêm, do mất nguồn, do chủ yếu nguyên nhân là do rơi va đêm. Xin lỗi các bạn. Nguyên nhân chết nguồn BlackBerry Z30 chủ yếu là do bị rơi va đập mạnh làm ảnh hưởng đến main, gây chết main. Còn một nguyên nhân nữa là BlackBerry Z30 bị rơi nước gây hiện tượng chập main và gây chết nguồn. Đó là những lỗi cơ bản của điện thoại BlackBerry Z30 khi gặp cái lỗi mất nguồn, tìm đến didongcaocap.vn. Hiện tại didongcaocap.vn địa chỉ cung cấp tất cả những loại linh kiện điện thoại BlackBerry Z30 nói chung và điện thoại BlackBerry nói chung và điện thoại BlackBerry Z30 nói riêng. Các bạn có thể thấy trên tay mình đây là cả bảng main của điện thoại BlackBerry Z30 còn nguyên khi đem đến didongcaocap.vn để sửa lỗi không lên nguồn. Và đây là một main của điện thoại BlackBerry Z30 bị chết nguồn, nhưng cày be bét này. Qua video các bạn có thể thấy nếu trong trường hợp mà điện thoại BlackBerry Z30 của các bạn bị chết nguồn thì kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ phải can thiệp vào phần cứng, không thể làm được phần mềm. Do đó phải tháo tất cả những cái lồng này ra và kiểm tra xem nó bị chập ở đâu, lỗi như thế nào, từ đó có phương án xử lý cụ thể cho quý vị các bạn. Do đó khi quý hành gặp các sự cố liên quan đến BlackBerry Z30 bị chết nguồn, hãy liên lạc trực tiếp đến các địa chỉ của didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý khách hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại BlackBerry Z30 mà quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại BlackBerry Z30 hàng đầu hiện nay.